ở lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Tây đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Tây Bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Đông Bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng trên đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng dưới đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe satta avera hontu sukhita hontu niddukha hontu apyapaccaya hontu anicca hontu dikkha yukha hontu arogha hontu sampatti sammicchantu sukhi attanang pariharantu dukkha patta janiddukha vayapata chani vaya soka pata chani soka hontu sabbe pipanino. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy chứng minh cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi xin đừng cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi xin đừng cho thương tiếc. Nhà con đã xong phần lễ bái tâm bảo sáng nay. Với những phước lành mà con tạo được do sự lễ bái tâm bảo, con xin thọ trì quy giới. Con xin hồi hướng đến nhà chư thiên ngụ quanh ngôi nhà của chúng con. Và xin chia phần phước lành này đến với đạo tràng đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Bây giờ cũng đã đến giờ sinh hoạt của đạo tràng. Dạ, con kính dường mít lại cho sư để bắt đầu chương trình. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Trước tiên kính lễ chư tôn thiền đức tăng, trong những nick name mà chúng tôi không được rõ, xin chào quý ni sư, quý cô tu nữ, xin chào chư thiền nam tín nữ, thiền hữu tri thức. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 373. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ơn đức tam bảo Ratanatayasa Vandami Buddho Mahesi Arahant Tathagato Lokottamo Sappagaru Hicchetthakolo Kassasathai Janadhammako Vido Vandamahantam Narappu Chanayakam. Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói chân, tôi thượng giáo chủ, trí năng vô lượng. Tử đế, Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Còn xin lễ lễ Phật ân, đảng cho thiên chúng, nhân dân cúng dường. Tham mô bá đi bồ vi a tá sa sát tu nô lô ca nam man tha sa vi na ca ru cô sáp pa nhu bu tháp bá ti phù ti san nhã tô văn đà ma hành tăng ra ra phù cha này giác cần pháp bảo vi nhãn vàng như lai soi sáng vẹt màng vô minh phá tan lầm lạc dũng sinh đầy những phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin lễ lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sang khổ số thổ chúng ta sa sa quốc cô sét kha chúng ta mô quốc đất thầm bát sét kha cô liền đà bát sơn trà di a na đa rồ qua rồ hoàn đà ma hành tầng na ra phù. Cha này giác cần tăng bảo tinh văn Phật đà tâm học mong rõ để mà thoát thân các ngài thanh tịnh ly trần xa lệ thể pháp phàm nhân ai bì. Con xin lễ lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường.
Cầu xin Tam Bảo Uy Linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Dạ Phật Tán Dương. Ơn Đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Ô Phật ngôn 373. Hôm nay đường truyền chúng ta thấy có nhiều vị té lên rớt xuống ha. À, lúc nãy là Sĩ Kim Nhung ha, rồi bây giờ Sĩ Tina này, rồi cũng té lên rớt xuống. Không biết quý vị như thế nào, thấy cái đường truyền thấy không được ổn định ha. Rồi bây giờ chúng ta đi vào bài học ha. Quý vị thấy rõ không? Nghe rõ không? 1, 2, 3. Ổn rồi ha. Hồi nãy thấy Sĩ Kim Nhung mượn cái đạo tràng này để tập thể dục thâm ý ha. Vô tập thể dục liên khúc luôn. Bây giờ là tốt rồi ha. Rồi, câu Phật ngôn 373. Chúng tôi đọc trước ha. Sunyagaraṃ pavittassa, sunyagaraṃ pavittassa, sunyagaraṃ pavittassa. Câu số 2. Santacittassa bhikkhuno, santacittassa bhikkhuno, santacittassa bhikkhuno. Bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này ha. Sunyagaraṃ pavittassa santacittassa bhikkhuno, sunyagaraṃ pavittassa santacittassa bhikkhuno, sunyagaraṃ pavittassa thassa santacittassa bhikkhuno. Rồi câu 1, câu 2. Mỗi câu chúng tôi đọc 2 lần. Rồi ôn lại 2 câu cũng đọc 3 lần ha. Bây giờ câu số 3, câu số 4. Amanusirati hoti, amanusirati hoti, amanusirati hoti. Câu số 4. Sammathammaṃ vipassato, sammathammaṃ vipassato, sammathammaṃ vipassato. Bây giờ ôn lại câu 3, câu 4 nè. Amanusirati hoti sammathammaṃ vipassato, amanusirati hoti sammathammaṃ vipassato, amanusirati hoti sammathammaṃ vipassato. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại nguyên câu này ha. Chúng ta cũng đọc 3 lần. Sunyagaraṃ pavittassa santacittassa bhikkhuno, amanusirati hoti sammathammaṃ vipassato, sunyagaraṃ pavittassa thassa santacittassa bhikkhuno, amanusirati hoti sammathammaṃ vipassato. Thêm lần nữa cho đủ ba ha.
Sunyagaram bhavitassa santa cittassa bhikkhuno ammanusirati hoti sammadhammam vipassato. Chữ gì đó, vipassato chẳng phải là quy ha. Vipassato như cuối cùng ha, ta không xếp kia. Rồi bây giờ cách đọc thứ hai ha, cách đọc thứ hai. Sunyagaram bhavitassa santa cittassa bhikkhuno ammanusirati hoti sammadhammam vipassato. Lần thứ hai. Sunyagaram bhavitassa santa cittassa bhikkhuno ammanusirati hoti sammadhammam vipassato. Lần thứ ba. Sunyagaram bhavitassa santa cittassa bhikkhuno ammanusirati hoti sammadhammam vipassato. Như vậy thì trong cái dòng kinh chúng ta có hai cách đọc ha. Cách đọc thứ nhất, quý vị tới luôn bắt đầu đọc một hơi ha. Cách đọc thứ nhất là quý vị đọc một hơi. Cách đọc thứ hai, quý vị chia ra làm hai ha. Quý vị chia ra làm hai. Cuối câu số 2 là Bhikkhuno. Đây là một trường âm. Quý vị sung sướng dừng lại nơi đây để bảo tồn hơi thở ha. Tức là cái cách đọc thứ hai này chúng ta chia ra làm hai ha. Như vậy thì cái giọng đọc của chúng ta an toàn hơn. Đọc một hơi dễ bị đứt bóng lắm. Như vậy là giọng kinh có hai loại ha. Một loại là chúng ta đọc liền một hơi, loại thứ hai chúng ta chia ra làm hai. Và bây giờ trong giọng kệ bắt buộc thì chúng ta cũng phải chia làm hai. Dù nó là trường âm hay đoạn âm cuối câu số 2 thì giọng kệ sao cũng được, phải đọc một lần hai câu ha. Một câu tam từ thì rất là thoải mái ha. Quý vị thấy rằng ở đây câu này kể dễ hơn là đọc theo giọng kinh. Nhưng mà quan trọng là chúng ta phải nắm trường âm, đoạn âm. Cái kinh là quan trọng hơn giọng kể ha. Kể quý vị muốn kể hay là không muốn kể thì sao cũng được. Chúng tôi kể cho quý vị nghe ha, một lần hai câu ha. Và đừng bắt chước nha. Quý vị cứ kể theo ý của mình, gia đình mình có nghĩ rằng chúng tôi đọc vậy với bất chước đọc theo. Dòng kinh thì nên làm theo, còn dòng kể thì cái tông của mỗi người mỗi khác ha. Rồi. Sunyagaram bhavitassaṃ santacittassa bhikkhuno ammanusi ra ti ho ti sammathamman vipassato. Sunyagaram bhavitassaṃ santacittassa bhikkhuno ammanusi ra ti ho ti sammathamman vipassato. Còn lần thứ ba nữa, chưa gì cả đưa tay rồi. Sunyagaram bhavitassaṃ santacittassa bhikkhuno ammanusi ra ti ho ti sammathamman vipassato.
bước vào ngôi nhà trống, tỳ kheo tâm an tịnh, thọ hưởng vui siêu nhân, tịnh quán theo chánh pháp. Rồi, sa thủ Sích Kim, Sích Mê Ta. Con xin kính chào sư Chí Đức Cô Tư Nữ và quý vị Phật tử. Con xin cảm ơn sư đã dạy cho tụi con bài cách đọc Kinh Pháp Cú câu 373. Thôi con lên trước làm trước, còn con nhiều công chuyện sao nữa sư ơi. Con thích nhất cái câu là ba hoa chích chòe đó sư. Sư còn mấy cái tiếng nào của miền Nam cũ nữa sư, sư nói ra hết đi sư. Lâu lắm rồi, mấy chục năm mới nghe được cái câu đó lại đó sư. Thôi giờ con đọc ra để không thôi sư nói con mở ngọn nữa. Dạ con xin trả bài Kinh Pháp Cú câu 373. Sung nha ga răng phá quýt thát sa sang ta chích tát sa bích khu nô. A mà nu si rắc đi hồ ti sầm mà thầm măng quý phát sa tô. Sung nha ga răng phá quýt thát sa sang ta chích tát sa bích Kuno ama nusi rati ho ti samma thammang vipassato. Câu 1 câu 2 phân tích. Sunya garang pavuttassa sangta citta sapikuno. Sun trường âm ngắn, naga hai trường âm thông thường, rang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pha đoạn âm. Vittas hai trường âm ngắn, xá đoạn âm. Câu số 2. Sân trường âm nhắn, tá đoạn âm, chích tát hai trường âm nhắn, xá đoạn âm, khí trường âm nhắn, khú đoạn âm, nô trường âm thông thường. Sung nha ga răng phá quýt thát xa sân ta chích tát xa bích khu nô. Câu 3, câu 4 phân tích. A ma nu si ra ti hồ ti sam ma tham mang vi phát sa tô. Á đoạn âm, ma trường âm thông thường, nú đoạn âm, si trường âm thông thường, rá tí hai đoạn âm, hô trường âm thông thường, tí đoạn âm. Câu số 4. Xăm trường âm nhắn, ma trường âm thông thường, thăm trường âm nhắn, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý đoạn âm, phát trường âm nhắn, xá đoạn âm, tô trường âm thông thường. Á ma... Ama nu si rati ho ti samma tham mang vi passato. Sung nha ga rang pa wis tat sa sang ta chit tat sa pik kuno. Ama nu si rati ho ti samma tham mang vi passato. Sung nha ga rang pa wis tat sa sang ta chit tat sa pik kuno. Ama nusi rati ho ti samma thammang vipassato. Sunya garang pa vittassa sangta citta sa pikuno. Ama nusi rati ho ti samma thammang vipassato. Sunya garang pa vittassa sangta citta sa pikuno. A ma nu si ra ti ho ti sam ma tham mang vi pa sa to. Bước vào ngôi nhà trống, tỳ kheo tâm an tịnh, thọ hưởng vui siêu nhân, tịnh quán theo chánh pháp. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Trời ơi, lâu lắm rồi mới thấy Phật Pháp Quang Thai cho ba cái bông hướng dương. Xà thú. Vậy chắc không có chuyện gì xảy ra ha. Còn cảm ơn sư nha, cảm ơn Thanh Hoàng cho bông hoa nha. Và cảm ơn quý vị đã cho biết âm thanh rõ và tăng bông hoa, không bị chim dung nữa. Xin mời quý vị kế tiếp nha. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, trước hết, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con cũng xin trả bài câu Pháp Cú 373. Xuân nhà gà răng báo quýt thách, sa sằng ta chích tát sa phích khu nồ. A mà nu xì ra tí hồ tí sầm mà thầm măng quý bát sa tô. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Xuân trường âm nhấn.
Nha ga hai trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá đoạn âm, quýt thát hai trường âm nhấn, xá đoạn âm, xanh trường âm nhấn, tá đoạn âm, chích tát hai trường âm nhấn, xá đoạn âm, phích trường âm nhấn, khú đoạn âm, nô trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xun nhà gà rằng báo quýt thát xá sành tát chích tát xá phích khú nô. Dạ con phân tích câu 3 và câu 4. Á đoạn âm, ma trường âm thông thường, nú đoạn âm, si trường âm thông thường, rá tí hai đoạn âm, hô trường âm thông thường, tí đoạn âm, xăm trường âm nhấn, ma trường âm thông thường, thâm trường âm nhấn, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý đoạn âm, bát trường âm nhấn, xá đoạn âm và tô trường âm thông thường. A ma nu si ra tí hô tí sam ma thầm măng quý bát xá tô. Dạ con xin đọc lại hết bài. Sun nha ga rằng bá quýt thát xá sam ta chích tát xá phích khu nô. A ma nu si ra tí hô tí sam ma thầm măng quý bát xá tô. Sun nha ga rằng bá quýt thát xá sanh tát chích tát xá phích khu nô. A ma nu si ra tí hồ tí sầm ma thầm măng quý bát sát tô. Bước vào ngôi nhà trống, tỷ kheo tâm an tịnh, thọ hưởng vui siêu nhân, tịnh quán theo chánh pháp. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Xuân nhà ga răng bà quýt thát xa sanh ta chích tát xa phích khu nô. A ma nu si ra ti hô ti sam ma tham măng quỳ bát xa tô. Xuân nhà ga răng bà quýt thát xa sanh ta chích tát xa phích cú nô. A ma nu si ra ti hô ti sam ma tham măng quỳ bát xa tô. Dạ con xin hết, con có chỗ nào sai thì xin ngài sửa cho con. Dạ con kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, cảm ơn Thanh Hoàng, cảm ơn Thiện Vũ cho biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài Kinh Pháp Cú 373. Sun nhà gà răng ba huy tha sa sang ta chi ta sa phích khu nô. A ma nu si ra ti hồ ti sam ma tham măng huy ba sa tô. Sun nhà gà răng ba huy tha sa sang ta chi ta sa phích khu nô. A ma nu si ra ti hồ ti sam ma tham măng huy ba sa tô. Con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Sun là trường âm nhấn, na ga là hai trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, quýt thát là hai trường âm nhấn, xá là đoạn âm, xăng là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, chít tát là hai trường âm nhấn, xá là đoạn âm, phích là trường âm nhấn, khú là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Sun nhà ga răng ba huy tha sa sang ta chi ta sa phích khu nô. Câu 3 và câu 4 ạ. Á là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, nú là đoạn âm, si là trường âm thông thường, rá tí là hai đoạn âm, hô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, xăm là trường âm nhấn,
Ma là trường âm thông thường, thăm là trường âm nhấn, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý là đoạn âm, bát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Dạ, con xin đọc lại ạ. Sunyagarang bhavittha sasanta citta savikkhuno amanusirati hoti samma dhammang vipassato. Con xin kể ạ. Sunyagarang bhavittha sasanta citta savikkhuno Amanusi rati hoti samma dhammang vipassato. Sunyagarang bhavittha sa santa citta sa vikkhuno. Amanusi rati hoti samma dhammang vipassato. Bước vào ngôi nhà trống, tỳ kheo tâm an tịnh, thọ hưởng vui siêu nhân, tịnh quán theo chánh pháp, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Dạ, con đã đọc kệ và phân tích xong. Dạ, con có chỗ nào sai, con kính nhờ sư và đạo tràng sửa giúp. Kính cảm ơn đạo đạo tràng đã lắng nghe. Con kính cảm ơn sư, cảm ơn tâm hạnh đã post bài. Dạ, xin mời Duyên ạ. Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Dạ, con xin đảnh lễ sư trí đức và con xin chào đạo tràng. Con xin trả bài câu pháp cú 373. Sunyagarang bhavittha santa citta sa kikuno amanusirati hoti samma dhammang vipassato. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Sunyagarang bhavittha sa. Sun là trường âm nhấn, na là trường âm thông thường, ga là trường âm thông thường, răng là trường âm dọc, đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, vittha là hai trường âm nhấn, xá là đoạn âm, sang là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, chít là trường âm nhấn, tas là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, pik là trường âm nhấn, khú là đoạn âm, no là trường âm thông thường. Sunyagarang bhavittha sa santa san, con xin sám hối, santa santa citta sa bhikkhuno. Dạ, câu 3, câu 4. A manusirati hoti. A là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, nú là đoạn âm, si là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, tí là đoạn âm, hô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, sâm là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, thâm là trường âm nhấn, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý là đoạn âm, pass là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. A ma nu si ra ti ho ti sam ma tham mang vipassato. Dạ, con xin đọc lại. Sunyagarang bhavittha sa santa citta sa bhikkhuno amanusirati hoti samma dhammang vipassato. Dạ, con xin kể. Sunyagarang bhavittha sa santa citta sa bhikkhuno Amanusi vati honti sangma thamman vipassato. Sunyagarang bhavittha sa santa citta sa bhikkhuno
Amanusi rati hoti sammathammang vipassato sunyagarang pavittasa sampacitta sapikuno Amanusi rati noti sammathammang vipassato. Dạ con có sai, xin sửa. Nam mô Bụt Thầy, con xin sửa mic ạ. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính Chư Tôn Đức Tăng cùng kính cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú 373. Sunya garang pavittha sa santa citta sa vikkhuno amanusi sarati hoti samma dhammang vipassato. Sunya garang pavittha sa santa citta sa vikkhuno amanusi rati hoti samma dhammang vipassato. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Sunyagarang pavittasa santa citta sa vikkhuno. Sun là trường âm. Sun là trường âm nhấn. Na là trường âm. Naga là hai trường âm thông thường. Răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Pá là đoạn âm. Vittha là hai trường âm nhấn. Vittas là hai trường âm nhấn. Xá là đoạn âm. San là trường âm nhấn, tá là đoạn âm. Chitta, chittas là hai trường âm nhấn, xá là đoạn âm. Phích là trường âm nhấn, khú là đoạn âm, nô là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Con xin phân tích tiếp câu 3, câu 4 ạ. Amanusi rati hoti samma dhammang vipassato. Á là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, nú là đoạn âm, si là trường âm thông thường, rá tí là hai đoạn âm, hô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm. Xăm là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, thăm là trường âm nhấn, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý là đoạn âm, pas là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, tô là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại cả bài. Sunyagarang pavittasa santa citta sa vikkhuno amanusi rati hoti samma dhammang vipassato. Sunyagarang pavittasa santa citta sa vikkhuno amanusi rati hoti samma dhammang vipassato. Bước vào ngôi nhà trống, tỳ kheo tâm an tịnh, thọ hưởng vui siêu nhân, tịnh quán theo chánh giác. Con xin kệ ạ. Sunyagarang pavittasa santa citta sa vikkhuno amanusi rati hoti samma dhammang vipassato. Sunyagarang pavittasa santa citta sa vikkhuno amanusi rati hoti samma dhammang vipassato. Dạ con đã đọc và kệ xong ạ. Con xin xuống mic, con kính ngài sửa cho con ạ. Kính cảm ơn quý đạo hữu ạ. Con xin mời Thiện Vũ ạ. Alo, 123, 123. Chị Thanh Hoàng nghe rõ không? Chị Kim Nhung, nói chị Tô là trường âm thông thường, không riêng chị Tô, mà còn chữ Nô nữa, Vikkhuno. Vikkhuno, chữ Nô này là trường âm thông thường. Vipassato, chữ Tô này cũng là trường âm thông thường ha. Xích Thanh Hoàng nghe lại ha. Chắc là ở chỗ này bị nhầm sao nhé. Kể thì hay quá. Viết đúng mà đọc sai. Đúng rồi, viết đúng nhưng mà phân tích trường âm là sai.
nó là trường âm thông thường à, chứ không phải trường âm đọc theo giọng nguyên âm à. À, Sư Thanh Hoàng chắc là mất bình tĩnh à, cho nên à, hơi phóng tâm một chút, nhưng mà giọng kệ thì quá hay à, xa thủ Sư Thanh Hoàng như vậy là tiến bộ rồi. Rồi mời Sư Thiền Vũ nha. Dạ, con xin kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú 373. Sunya garang pavit thassa san tachit tassa thikkhuno amanusi rati hoti samma thammang vipassato. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Sun trường âm nhấn, naga hai trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thá đoạn âm, vít thát hai trường âm nhấn, xá đoạn âm, xanh trường âm nhấn, tá đoạn âm, chít tát hai trường âm nhấn, xá đoạn âm, phích trường âm nhấn, khú đoạn âm, nô trường âm thông thường. Con xin đọc lại câu 1, câu 2. Sun nha ga răng tá vít thát xá xanh tá chít tát xá phích. Kuno. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Á đoạn âm, ma trường âm thông thường, nú đoạn âm, si trường âm thông thường, rá tí hai đoạn âm, hô trường âm thông thường, tí đoạn âm, xăm trường âm nhấn, ma trường âm thông thường, thăm trường âm nhấn, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ví đoạn âm, phát trường âm nhấn, xá đoạn âm, tô trường âm đọc theo tô trường âm thông thường. Con xin đọc lại câu 3, câu 4. Amanusi rati hoti samma thammang vipassato. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 373. Sunya garang pavittassa sanh tachittassa sikkhuno. Amanusi rati hoti samma thammang vipassato. Sunya garang pavittassa sanktacittassa vikkhuno. Amanusi rati hoti samma thammang vipassato. Bước vào ngôi nhà trống, tỳ kheo tâm an tịnh, thọ hưởng vui siêu nhân, tịnh quán theo chánh pháp. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, không có sai, con xin tư sở cho con và con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sân Kha, dạ. Dạ, con xin đại lễ Sư Trí Đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu pháp cú 373. Sunya garang bavitassa santa cittassa pikkhuno amanusi rati hoti samma dhammang vipassato. Dạ không biết có nghe không ạ? Dạ con chắc cũng lớn rồi. Sunya garang bavitassa santa cittassa bhikkhuno amanusi rati hoti samma dhammang vipassato. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Sun là trường âm nhấn, nha ga là hai trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pa là đoạn âm, vit thas là hai trường âm nhấn, xá là đoạn âm, san là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, chít, tas là hai trường âm nhấn, xá là đoạn âm, phích là trường âm nhấn, khú là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Sunya garang pavittassa santa cittassa bhikkhuno. Dạ câu số 3 và câu số 4. Amanusi rati hoti samma dhammang vipassato.
Á là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, nú là đoạn âm, si là trường âm thông thường, rá, tí là hai đoạn âm, hô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, xăm là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, trâm là trường âm nhấn, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ví là đoạn âm, pas là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Sunyagarang pavithasa santachitta sapikuno amanusi ratiho ti samma dhammang vipassato. Bước vào ngôi nhà trống, tỷ kheo tâm an tịnh, thọ hưởng vui siêu nhân, tịnh quán theo chánh pháp, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ. Sunyagarang bhavithasa santachitta sabhikkhuno amanusi ratihoti sammadhammang vipassato. Sunyagarang bhavithasa santachitta sabhikkhuno amanusi ratihoti sammadhammang vipassato. Dạ con đã đọc xong và con xin mời vị kế tiếp ạ. Nếu sai con nhờ sư chỉnh sửa giùm cho con. Dạ con kính lãnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lãnh lễ sư trí đức và sư chư tăng. Kính chào toàn thể đạo tràng và con xin đọc câu pháp cú 373. Sunya garang pavittha sasanta citta sapikuno amanusya tiho ti samma thamma vipassato. Sunya garang pavittha sasanta citta sapikuno amanusya tiho ti samma thamma vipassato. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Sunya garang pavittha sasanta citta sapikuno. Sun là trường âm nhấn, naga là hai trường âm thông thường, rang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá là đoạn âm, vithas là hai trường âm nhấn, xá là đoạn âm, sa là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, chittas hai trường âm nhấn, xá là đoạn âm, phít là trường âm nhấn, khứ là đoạn âm, no là trường âm thông thường. Sunya garang pavithasa santachitta sapikkhuno. Câu 3 và câu 4. Amanusi ratiho ti samma thammang vipassato. Á là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, nú là đoạn âm, si là trường âm thông thường, rá tí hai đoạn âm, hô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, sam là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, thâm là trường âm nhấn, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý là đoạn âm, pass là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, tô trường âm thông thường. Amma lusi ratiho ti samma thamma vipassato. Dạ con xin đọc lại câu pháp cú 373. Sunya garang pavithassa santachitta sapikkhuno amma lusi ratiho ti samma thamma vipassato. Bước vào ngôi nhà trống, tỷ kheo tâm an tịnh, thọ hưởng vui siêu nhân, tịnh quán theo chánh pháp, đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin đọc kệ ạ. À. Sunyagarang pavithasa santachitta sapikkhuno amanusi ratihoti sammathammang vipassato. Sunya garang pavithasa santachitta sapikkhuno amanusi ratihoti sammathammang vipassato. Dạ con xin hết ạ, có gì sai xin nhờ sư sửa giùm con. Dạ cảm ơn Tâm Hạnh đã post bài. Dạ con xin xuống mic xin nhường cho bạn tiếp tiếp ạ. Yeah.
Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng, con kính lễ sư Trí Đức, và con kính lễ với bà Quý Cô Trinh Nữ, và con kính chào đạo tràng. Cảm ơn Sismita, cảm ơn Thiền Vũ, cảm ơn Thanh Hoàng, cảm ơn Tình Tâm và cảm ơn Sis Kim Nhung. Và con xin đọc và phân tích câu pháp cú 373. Sunyagarang bhavithasasantachittasavikkhuno amanusiratiho tisamma dhammang vipassato. Sunyagarang bhavithasasantachittasavikkhuno amanusiratiho tisamma dhammang vipassato. Và con phân tích câu số 1 và câu số 2. Sun là trường âm nhấn, Naga là hai trường âm thông thường, Rang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, Bá là đoạn âm, Vithas là hai trường âm nhấn, Xá là đoạn âm. Và câu số 2, San là trường âm nhấn, Tá là đoạn âm, Chittas là hai trường âm nhấn, Xá là đoạn âm. Vith là trường âm nhấn, Khú là đoạn âm, mà Nô là trường âm thông thường. Sunyagarang vithasasantachittasavikkhuno. Và con phân tích câu số 3 và câu số 4. Á là đoạn âm, Ma là trường âm thông thường, Ní là Nú là đoạn âm, Si là trường âm thông thường, Rá Tí là hai đoạn âm, Hô là trường âm thông thường, Tí là đoạn âm. Và câu số 4, Sâm là trường âm nhấn, Ma là trường âm thông thường, Thâm là trường âm nhấn, Măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, Quý là đoạn âm, Pas là trường âm nhấn, Xá là đoạn âm, và Tô là trường âm thông thường. Amanusiratiho tisamma dhammang vipassato. Và con xin đọc lại bốn câu. Sunyagarang bhavithasasantachittasavikkhuno amanusiratiho tisamma dhammang vipassato. Sunyagarang bhavithasasantachittasavikkhuno amanusiratiho tisamma dhammang vipassato. Bước vào ngôi nhà trống, tỳ kheo tâm an tịnh, thọ hưởng vui siêu nhân, tịnh quán theo chánh pháp. Đó là bản chuyện ngữ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ câu pháp cú 373. Sunyagarang bhavithan sa santa chittan sa bhikkhuno amanusiratihoti sammathammang vipassato. Sunyagarang bhavithansa santachittansa bhikkhuno amanusiratihoti sammathammang vipassato. Dạ, con đã đọc và phân tích xong. Con có sai, con mong Ngài chỉnh sửa lời đạo tràng và đạo tràng xin sai sửa lời dùm con ạ. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng nhiều. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, kính mời đạo tràng lên đọc bài tiếp ạ. Dạ thưa con, kính đảnh lễ Ban Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài đồng Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng và con kính đảnh lễ với bà cô tu nữ, con kính chào với đạo hữu, con xin đọc bài. Sunyagarang bhavithasasantachittassa bhikkhuno amanusirati hoti samma samma dhammang vipassato.
Sunyagarang pavittasa santacittasa pikkuno amanusirati hoti samma thammang pavipassato. Dạ thưa con phân tích đoạn 1 đoạn 2. Sunyagarang pavittasa santacittasa pikkuno sun trường âm nhấn, nha ga trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phát đoạn âm, quyết trường âm nhấn, thá trường âm nhấn, xá đoạn âm, san trường âm nhấn, tá đoạn âm, chít thát trường âm nhấn, xá đoạn âm, phít trường âm nhấn, khốn đoạn âm, nô trường âm thông thường. Sunyagarang pavittasa santa chittasa pikkuno. Đoạn 3, đoạn 4. Amanusi rati hoti samma thammang pavipassato. Đoạn âm, ma trường âm thông thường. Nữ đoạn âm, si trường âm thông thường. Rati hai đoạn âm, hô trường âm thông thường. Tí đoạn âm, sân trường trường âm nhấn, ma trường âm thông thường, thâm trường âm nhấn, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý đoạn âm, pass trường âm nhấn, xá đoạn âm, tô trường âm thông thường. A ma nu si ra ti ho ti sam ma tham mang pa vi pa sa to. Con đọc lại. Sanyagarang pavittasa santacittasa pikkuno amanusirati hoti samma thammang vipassato. Bước vào ngôi nhà trống, tỷ kheo tâm an tịnh, thọ hưởng vui siêu nhân, tịnh quán theo chánh pháp, hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ thưa con, đọc xong con xin phép có sai xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa dùm cho con. Con xin cảm ơn. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con xin đảnh lễ Ngài Trí Đức, quý cô tôn nữ và toàn thể đạo tràng. Con xin đọc kệ số 73. Sunyagarang pavitta sa santa citta sa bhikkhuno aman. Dạ, kính mời chị Hai. Chị Hải cầm mic trở lại đạo tràng hết nghe âm thanh của chị rồi. Dạ, cảm ơn tình tâm. Dạ, chị Hải ơi, có nghe được âm thanh của Nhật Quỳnh không? Nếu chị nghe được âm thanh của Nhật Quỳnh, xin chị cầm mic trở lại. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Alo, alo, chị Hải có nghe được không? Dạ, mời chị cầm mic trở lại ạ.
Dạ con xin đọc lại câu 73. Sunya garang pavita sa santa citta sa bhikkhu no. Dạ con xin phân tác hai câu đầu ạ. Sunya garang, sun là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, ga trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pavita sa tá là trường âm là đoạn âm, vi là trường âm nhấn, tha là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, sang ta chít ta sa thì sang là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, chít ta là hai trường âm nhấn, xá là đoạn âm, bikuno biku bik là trường âm nhấn, ku là đoạn âm, no là trường âm thường. Con xin đọc tiếp hai đoạn hai câu sau 3 và 4. Amanusi rati hoti samma tamma vipassato. Ama á là trường đó là đoạn âm, ma là trường âm, nú là đoạn âm, á là đoạn âm, ma là trường âm, nú là đoạn âm, si là trường âm thông thường, rá tí là hai đoạn âm, hô ti hô là trường âm, tí là đoạn âm, sấm ma sấm là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, thâm măng thâm là trường âm nhấn, măng là trường âm mà đọc theo giọng nguyên âm, vipassato ví là đoạn âm, passa pass là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, tô là trường âm. Con xin đọc lại bốn câu kệ sau ạ. Sunya garang patita san sang tachita sa bikuno amanusi rati hoti samma dhammang vipassato. Dạ con xin đọc kệ, con xin kệ bốn câu này. Sanagarang pavita sa santa citta sabi kuno amanusi rati hoti samma dhammang vipassato. Con xin đọc lại bốn câu này. Sunya garang pati ta sa sang ta chi ta sa bikuno amanusi rati hoti samma tamang vipassato. Bước vào ngôi nhà trống tỳ kheo tâm an tịnh, thọ tưởng vui siêu nhân, tịnh quán theo chánh pháp. Dạ con xin hết ạ. Con xin cảm ơn ơn sư trí đức và quý đạo tràng, và xin nếu con đọc gì sai, con biết là có nhiều cái sai, thì xin sửa cho con ạ. Con xin kính cảm ơn. Dạ, mô Phật, con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, con kính đảnh lễ quý Tăng Ni, và con kính chào toàn thể quý đạo hữu. Sau đây con xin đọc bài kinh Pháp Cú 373. Sanh nhà gà răng bá quýt phá quýt thá xá sanh tá chích thá xà xá tá xá thích khú nồ Á mà nú xì rá tí hồ tí sầm mà thâm măng quýt bát xá tồ sành nhà gà rằng bá quýt thá xá sành tá chít tá xá bít khú nồ á mà nú xí rá tí tí hồ tí sầm mà thầm mằng quýt bát xá tồ.
Dạ, con xin đọc câu số 1 và câu số 2 và phân tích. Sanh nhà gà rằng phá quýt thá xá sanh tá chích tá xá bích khú nồ. Dạ. Sanh là trường âm nhấn, na là na ga là trường âm thông thường, răng răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là trường bá là đoạn âm, quýt là trường âm nhấn, thát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, xanh là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, chít là trường âm nhấn, tá là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, pít là trường âm nhấn, khú là đoạn âm, nô là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sanh nhà gà rằng bá phá quýt thá xá sanh tá chích tá xá pít khú nô. Con đọc, con xin đọc câu số 3 và câu số 4 phân tích nè. Á mà nút xì ra tí hồ tí sầm mà thầm măng quýt bá xá tồ. Á mà nút xì ra tí hồ tí sầm mà thầm măng quýt bá xá tồ. Á là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, nú là đoạn âm, si là trường âm thông thường, rá tí là hai đoạn âm, hô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, sân là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, thâm là trường âm nhấn, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý là đoạn âm, bass là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Và con xin đọc lại hết nguyên câu. Sanh nhà gà rằng bá quý thá xá sanh tá chích tá xá bích khú nô. Á mà nút xì rá tí hồ tí sầm mà thầm măng quýt bát xá tồ. Sành nhà gà răng bá quýt thá xá sành tá chích tá xá bích khú nồ. Á mà nút xì rá tí hồ tí sầm mà thầm măng quýt bát xá tồ. Bước vào thì tỷ kheo tâm an tịnh, thọ hưởng vui siêu nhân, tịnh quán theo chánh pháp. Và dạ, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu à. Dạ con cũng xin kệ. Sanh nha ga răng ba phích tha xa, sanh ta chi ta xa bích khu nô. Amanu si ra ti ho ti samma thammang vipassato. Dạ con đọc hết, con xin ngài chỉnh sửa và quý đạo hữu chỉnh sửa giùm cho con. Dạ con xin mời vị kế tiếp. Dạ con kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post bài. Dạ con xin xuống mic ạ. Dạ, Nam Mô Bất Thaya, Nam Mô Tham Maya, Nam Mô Sankhaya. Dạ, con kính linh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng đã cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin phép đọc và phân tích câu pháp cú số 373. Sunyagarang pavittassa santacittassa pikkhuno amanusirati hoti sammathammang vipassato.
Sunyagarang pavittassa santacittassa bhikkhuno amanusi rati hoti samma thammang vipassato. Giờ con xin phép phân tích câu số 1, câu số 2. Sunyagarang pavittassa santacittassa bhikkhuno. Sun là trường âm nhấn, nha trường âm, nha ga là hai trường âm thông thường. Răng là trường âm nhấn, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Pá là đoạn âm. Vittas là hai trường âm nhấn, xá là đoạn âm. San trường âm nhấn. Tá là đoạn âm, chít là trường âm nhấn, tas là trường âm nhấn, xá là đoạn âm. Phít là trường âm nhấn, cú là đoạn âm, nô trường âm thông thường. Giờ con xin phép phân tích câu số 3 và câu số 4. Amanusi rati hoti samma thammang vipassato. Á là đoạn âm, ma trường âm thông thường, nú là đoạn âm, si trường âm thông thường. Rá tí là hai đoạn âm, hô trường âm thông thường, tí là đoạn âm. Sam là trường âm nhấn, ma trường âm thông thường. Tham là trường âm nhấn, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quý là đoạn âm, phát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Amanusi rati hoti samma thammang vipassato. Giờ con xin phép đọc lại nguyên câu. Sunyagarang pavittassa santa cittassa bhikkhuno amanusi rati hoti samma thammang vipassato. Giờ con xin phép được kể. Sunyagaram pavittassa santa cittassa bhikkhuno amanusi rati hoti samma thammang vipassato. Sunyagaram pavittassa santa cittassa bhikkhuno amanusi rati hoti samma thammang vipassato. Bước vào ngôi nhà trống, tỷ kheo tâm an tịnh, thọ hưởng vui siêu nhân, tịnh quán theo chánh pháp. Và đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã phát bài, con cảm ơn đạo tràng. Và con xin phép mời Su Khá, Đức và Đức Khá. Alo. Dạ, con cảm ơn các cô chú cho con biết tín hiệu. Nam mô Phật Thà Ra, Nam mô Ra, Nam mô Sang Khà Ra. Dạ, con kính lệnh lễ thượng tọa trí đức cùng chư tôn đức tăng. Con kính chào với cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc và phân tích câu kinh pháp cú số 373. Sunyagarang pavittassa santacitta savikkhuno amanusi jati hoti samma thammang vipassato. Sunyagarang pavittassa santacitta savikkhuno amanusi jati hoti samma thammang vipassato. Sung là trường âm nhấn, nha ga là hai trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pá là đoạn âm, with that là hai trường âm nhấn, xá là đoạn âm, san là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, chít tas là hai trường âm nhấn, xá là đoạn âm, phích là trường âm nhấn, khú là đoạn âm, nu là trường âm thông thường, á là đoạn âm, ma là âm thông thường, nú là đoạn âm, si là trường âm thông thường, giá tí hai đoạn âm, hô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm,
Sam là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, tham là trường âm nhấn, mang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý là đoạn âm, pat trường âm nhấn, xá là đoạn âm, tu là trường âm thông thường, sun sun nhà ga rằng pawit thát sát sàn ta chi ta sáp vích khu lồ a mà lu xì giác ti hồ tí sầm mà thầm mang quý bát sát tổ dùng gạch dùng nhà gà rằng ta quý thát sát sàn ta chi ta sáp vích khu lồ a mà lu xì giác ti hồ tí sầm mà thầm mang quý bát sát tổ bước vào ngôi nhà trống tỷ kheo tâm an tịnh thọ hưởng vui siêu nhân tịnh quán theo chánh pháp. Đó là bản dịch của Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc và phân tích xong rồi. Con xin xuống mic ạ. Dạ, dạ con kính mời. Dạ, con không nhìn thấy bàn tay của ai. Dạ, con kính mời cô Thú chú kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Thà dạ. Dạ, xà thủ kính cảm ơn sư khác. Nam mô Bụt Thà dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Kha dạ. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ, cảm ơn chị Metta, Huynh, Giang, Nhật Hà, Tịnh Tâm, Tiện Vũ và Kim Nhung cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, còn vị nào trong đạo tràng chưa có đưa bàn tay của mình không quý vị? Còn vị nào thì xin mời bàn tay. Nãy giờ Nhật Quỳnh thấy nguyên tịnh rồi chạy mất tiêu rồi. Chạy ra chạy vào hoài không biết đã đọc bài chưa. Quang Thanh đọc bài chưa Quang Thanh? Alo, Quang Thanh ơi, Quang Thanh trả bài chưa? À, Huynh Giang Nhật Hà ngồi kiểm tra. Còn ai chưa trả bài không Huynh? Còn Kim Quanh nữa hả? À, cảm ơn Kim Nhung. Dạ, cảm ơn Giang Nhật Hà. Kim Quanh ơi, trả bài. Bây giờ có thể cầm mic trả bài được không Kim Quanh? Alo, cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Không ấy là Nhật Quỳnh khóa sổ nghe. Không đưa tay, không cho tín hiệu là khóa sổ nha. Mất quyền lợi ráng chịu nha. Dạ, con xin được trả bài trong khi chờ đợi. Con xin trả bài Pháp Cú Kinh 373. Xuân nhà gà răng bá quyết tha sa sàn ta chít ta sa phích khu nô a ma nu sê ra tí hồ tí sâm ma thầm măng vi bát sát tô sơn nhà gà rằng ba quyết tha sa sam cha chít cha ta khích cu nào a ma nu si ta ti ho ti sam ma tham mang vi bát sa tô sơn nhà gà rằng ba quyết tha sa sam ta chít ta sa khích cu nào a ma nu si ra ti ho ti sam ma tham mang vi bát sa tô đọc nhẩm không bằng cầm mic đọc đâu Kim Minh ơi. Nhật Quỳnh học, Nhật Quỳnh có kinh nghiệm á. Ở mình cầm, mình ở dưới mình đọc đúng, nhưng mà khi cầm mic lên kìa đọc thì Nhật Quỳnh nói lén ngài, cái tay của ngài tinh vi lắm. Mình sai chỗ nào là ngài chỉ ngay chỗ đó thì mình mới sửa được. Chứ Nhật Quỳnh nhiều năm, dạ, nhiều năm đọc cả đời rồi, lâu lâu cái ngày lên ngài cho ăn chè thì nhớ đời luôn. Dạ, chứ còn không, mình đọc dưới mình đừng, mình nói mình hay phải không sư khác, không có đâu, không hay đâu, quý vị, bản thân Nhật Quỳnh kinh nghiệm, dạ. Dạ, con xin phân tích câu 1 và cây. Xuân, trường âm nhấn, nhà ga, hai trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá, đoạn âm, quyết trường âm nhấn, thách trường âm nhấn, xá, đoạn âm, san trường âm nhấn, tá, đoạn âm chích trường âm nhấn tá trường âm nhấn xá đoạn âm phích trường âm nhấn khú đoạn âm nô trường âm thông thường xuân nhà ga răng ba quyết tha sa sàn ta chích ta sa phích khú nô
Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Amanuze rati ho ti samma thammang vipat satto. Á đoạn âm, ma trường âm thông thường, nú đoạn âm, si trường âm thông thường, rá tí hai đoạn âm, hô trường âm thông thường, tí đoạn âm. Sam trường âm nhấn, ma trường âm thông thường, thâm trường âm nhấn, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quý trường âm nhấn, bát trường, dạ con sai rồi, quý đoạn âm, bát trường âm nhấn, xá đoạn âm, tô trường âm thông thường. Amanuze rati ho ti samma thammang vipat satto. Nguyên Tịnh ơi, trả bài chưa? Nguyên Tịnh nãy giờ thấy tập thể dục hơi nhiều nha. Nói theo ngài này, vô room này mượn cái room Phật Thanh Truyền tập thể dục tâm mỹ nha Nguyên Tịnh. Nguyên Tịnh trả bài đi rồi đi ngủ nha. Và Nhật Quỳnh xin đọc hết câu ạ. Xuân nhà gà răng bác viết tha sa sàn ta chít ta sa phích khổ nô a ma nu dê đa tê hô tì sàm ma thăm măng vi bát sa tô. Bước vào ngôi nhà trống, tỷ kheo tâm an tịnh, thọ hưởng vui siêng tịnh quán theo chánh pháp. Dạ, đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Con xin được kể. Sơn nha ga răng, bà vệ tha sa, sàn ta chít ta, sa tịch khu nông. A ma nu se ra ti ho ti sam ma tham mang vi bát sa to. Sun nha ga rang ma vi tha sa san ta chit ta sa phi khu no. A ma nu se ra ti ho ti sam ma tham mang vi bát sa to. Dạ, con đã trả bài xong, phân tích xong, con có sai. Con cung thỉnh Ngài và Đạo Tràng chỉ dạy cho con à. Không dám đâu, Kim Nhung, mắt Nhật Quỳnh không có tin đâu. Mắt Ngài vừa tin, tai Ngài. Ngài nói, thường người ta nói tai thính, nhưng mà Nhật Quỳnh không có nói tai Ngài thính, mà Nhật Quỳnh nói tai Ngài tinh vi. Ngài có ăn, cho ăn cháo lương thì cũng nhất định giữ câu đó. Không nói tai thính, mà nói tai tinh vi. Quỳnh nói thiệt luôn á, Ngài ngồi im đó đó, nhưng mà ai trả bài sai một chữ nào thôi, 5-7 người rồi ha, Ngài khui ra là không thiếu một miếng nữa. Dạ, nên là Nhật Quỳnh nói tai Ngài tinh vi lắm. Mà nhờ như vậy thì mình cẩn trọng, thì mình đỡ sai, chứ không thì mình tưởng đâu mình đọc hay. Trả bài hay không mà ngồi cười Nguyên Tịnh. Đưa bàn tay lên, và Kim Anh nữa, kính mời quý vị, để không là ngài cho tín hiệu cái là khóa sổ nha. Có hôm bữa hôm thứ năm là Nhật Quỳnh không có được trả bài đâu quý vị. Mời Đạo Tràng. Sinh nhật Quỳnh hồi nào cũng nói xấu tôi hết trơn gì nè. Sinh nhật Quỳnh sao cũng nói xấu hoài vậy. Trong này á có Sít Sítina ha. Sítina con cái thể rất là chuẩn, nhưng mà cái giọng đọc chưa có quen ha, chưa có thuần thục. Hãy chú ý một chút trường âm đoạn âm. Chitina thì phân tích rất là hay, rất là chuẩn, nhưng mà cái giọng đọc thì chưa có hòa nhập ha, chưa vô khuôn khổ. Chit tịnh tâm này đọc dở thua chit quan nữa, hôm nay sẽ đọc dở quá vậy. Chit tịnh tâm bữa nào gặp chit chit quan hả, nhờ chit anh chỉ do ha. Chí tịnh tâm hôm nay không được tự tin lắm ha. Quý vị rất tuyệt vời, vị nào đọc cũng hay hết á. Nhưng mà cũng nói chung thì cũng có những cái chỗ này chỗ kia ha. Bởi vì nhân vô thập toàn,
Và với cái câu Phật ngôn này cũng nói lên cái ý nghĩa đó, nhân vô thập tòa. Tức là khi mà ở nơi thanh vắng ha, mà tâm không được an tịnh thì làm sao mà coi như là hòa nhập được. Người ta nói bình thường tâm thì đạo, chúng ta để một cái tâm không thiên về cái này, không nghiêng về cái kia, thì như vậy tâm của chúng ta mới được an tịnh. Còn vô trong cái room này thấy cái Nhật Quỳnh hay nói xấu từ hoài, nhưng mà thấy chán thiệt. Rồi bây giờ chúng ta đi vào tự vận ha. Câu Phật ngôn này, trước khi đi vào tự vận ha, thì chúng tôi đọc sơ qua một chút. Sunyagarang bhavittassa santacittassa bhikkhuno amanusi rati hoti samma thammang vipassato. Sunyagarang bhavittassa santacittassa bhikkhuno amanusi rati hoti samma thammang vipassato. À, thì quý vị quan trọng là trường âm và đoạn âm ha. Quý vị nắm vững trường âm và đoạn âm thì quý vị đi đâu cũng tự tin. Khi mà trường âm đoạn âm quý vị không có căn bản thì khổ đế theo liền phía sau. Khi nào chúng ta có thời gian rảnh thì quý vị coi như là hoan hỷ chiếc hạnh kiểm chạy đã mất tiêu à. Chiếc vị này ở dưới miền Tây bán cà phê vào room của chúng ta sinh hoạt, nhưng mà vị này có pháp môn tu tập rất là tốt, tự mình tu tập và hướng dẫn chồng của mình cũng tu tập luôn ha. Nhà bán cà phê, nhưng mà quán cà phê thì không bao giờ có nhạc cà phê mà mở pháp ra cho bà con nghe. Quý vị thấy một trường hợp đặc biệt, bán cà phê mà mở những cái băng pháp ra cho những người uống cà phê, họ tới họ nghe họ cũng ghiền luôn. Ngộ thiệt. Bán cà phê mà coi như là cái chỗ mà ồn ào ha, uống cà phê nhâm nhi ha, rồi bàn bạc chuyện riêng tư rồi vân vân ha. Nhưng mà ở đây á, bán cà phê mà coi như là mở băng pháp cho người ta nghe, rồi người ta cũng ghiền, người ta ghiền pháp hơn là ghiền cà phê nữa. Quý vị thấy đặc biệt không? Nhưng mà cái chiếc hành kiểm này không có sử dụng, tức là không biết cầm micro. Mà cầm micro sao được? Trong khi mà bán cà phê gì mà cầm micro thì làm sao mà làm sao cho người ta phê được ha? Nếu mà lên sinh hoạt mà đọc như thế này thì làm sao ngầu thì phá. Sư Thành Kiểm là đệ tử của Ngài Giác Giới nha, ở dưới Cần Thơ, ở Vị Thanh chứ. Thì đệ tử của Ngài Giác Giới là thứ thiệt đó nha. Rồi, bây giờ chúng ta đi vào tự vận câu Phật ngôn 373. Sunyagarang pavithassa, sunyagarang pavithassa. Câu đầu tiên chúng ta có hai từ. Hai từ sunyagarang là một ha. Pavithassa là hai ha. Chữ sunyagarang tức là do hai từ sunya cộng với agara. Sunya nó là một tính từ, nó cũng là một danh từ trung tính ha. Nhưng mà chữ agarantanapumsakalinga, nhưng mà ở đây nó nằm trong cái dạng tính từ gọi là vắng vẻ, trống vắng. Sunya là vắng vẻ, trống vắng. Rồi chữ agarang, agarang do cái từ agara, nó là một danh từ trung tính, agarantanapumsakalinga.
Agara ở đây nó được chia theo đôi các số ít đu tỷ giao với phát tỷ công với trần a, cho nên Agara biến thành Agarang. Agarang là ngôi nhà, và hai từ này Lobo sanh thí xóa và ráp chữ nó biến thành Sunyagarang. Sunyagarang có nghĩa là ngôi nhà trống vắng, ngôi nhà trống vắng. Hay là chúng ta thấy có một vị có cái pháp danh là Quán Không. Quán Không tức là cái quán trống vắng, bán sạch sẽ rồi, hoặc là cái quán ế quá cho nên không có ai tới ngồi, gọi là Quán Không. Một thời gian trước thì Thượng Tổ Quán Không hay đến cái room này, nhưng mà ế rồi cho nên không có đến nữa. À, trống vắng quá rồi, thành ra Quán Không không thấy tới nữa. Rồi từ thứ hai, Bhavithasa. Bhavithasa chúng ta thấy tiếp đồng ngữ bá ở phía trước, có nghĩa là hướng về. Vithasa do căn ngữ vít, có nghĩa là đi vào. À, ở đây nó trong cái dạng quá khứ phân từ, nhưng mà được chia theo sở hữu các số ít. Sati vipatti ekavacana, cho nên ở đây Bhavithasa có nghĩa là đối với người đã đi vào. Đối với người đã đi vào. À, thì cái câu này có nghĩa là đối với người đã đi vào cái ngôi nhà trống vắng mà một cô đó làm cái gì. Câu C2 sẽ giải thích. Santachitta sapikuno, Santachitta sapikuno. Câu số 2 cũng có hai từ, Santachitta sapikuno. Chữ Santachitta sa do hai từ Santa. Santa à, đây nó là cái dạng quá khứ phân từ ha, đã được an tịnh. Rồi Chitta sa do cái từ Chitta. Chitta nó là một danh từ trung tĩnh Akarantanapum Sakalinga. Chitta là cái tâm. Vậy thì chữ tâm này nó được chia theo sở hữu cách, tức là cách chia thứ sáu chát thi vị pháp thi e cao quan trần á. Chitta biến thành Chittasa. À, như vậy thì Santachittasa là của người có cái tâm an tịnh, của người có tâm an tịnh. Rồi cái chữ Pikkhuno. Pikkhuno do cái từ Pikkhu. Pikkhu là một danh từ nam tính Ukarantapumlinga. Nhưng mà chữ Pikkhu này cũng được chia theo sở hữu cách số ít. À, sở hữu cách số ít tức là chát thí quỷ phát tí ê cao quá chẳng á, cho nên thích khu biến thành thích khu nô. Thích khu nô của vị tỳ kheo. Vậy thì câu thứ hai này, sanh tất chít ta sa thích khu nô của vị tỳ kheo. À, cô vị tỳ kheo có tâm an tịnh. Của vị tỳ kheo có tâm an tịnh. Rồi câu số 3. Câu số 3. Amanusi rati hồ tỳ. Amanusi Sati hồ tỷ. Số 3 là có 3 từ. Amanusi là 1, Sati là 2, hồ tỷ là 3.
thì chữ Amalusi do cái từ Amalusi do cái từ Amalusa, nó là một danh từ nữ tính ha. Akaranta ithilinga. Và ở đây Amalusa được chia theo chủ các số ít. Bathama ekavachana vipatti. Cho nên Amanusa biến thành Amanusi. Và chữ Amanusi này, nếu nó là Manusa, là nó là một danh từ nam tính, có nghĩa là người, nhưng mà có chữ A ở phía trước thì đó là một sự phủ định. Amanusi không có ở loài người. Amanusi là không có ở loài người. Rồi, từ thứ hai, Rati. Rati nó là một danh từ nữ tính ha. Ikaranta ithilinga. Chữ Rati này cũng đứng làm chủ từ số ít ha. Bathama ekavachana vipatti. Rati có nghĩa là sự thỏa thích. Sự thỏa thích. Rồi, hồ tí, động từ này có nghĩa là thì ha. Đây là một động từ số ít. Hồ tí do tăng ngữ hù. Thì cái câu số 3 này ý nghĩa là sao? Amanusi rati hồ tí. Sự thỏa thích là không có ở loài người. Sự thỏa thích không có ở loài người. Alo, bên chào sĩ Thành Kiếm. Hôm nay bán cà phê đắt không? Hôm nào mà đạo tràng ngủ gục á, không ai đưa tay thì mời sĩ Thành Kiếm ha. Quan Hỷ đưa tay lên mời bà con uống cà phê. Khi mà nghe sĩ Thành Kiếm mà mời cà phê vậy là chắc chắn là đạo tràng sẽ tỉnh liền ha, chứ không có phê ngủ nữa đâu ha. Câu số 4, Samma Thammang Vipassato. Câu số 4. Ủa, cũng xa thú nữa hả? Rồi, hôm nào cầm mic cô nha. Nếu rảnh thời gian, nhờ Huynh Giang Nhật Hà hướng dẫn sĩ Cảnh Kiếm cầm mic cô để quảng cáo cà phê hả? Đức dậy nữa. Câu số 4. Samma Thammang Vipassato. Samma, nó là một trạng từ, có nghĩa là đúng đắn, có nghĩa là chân chánh. Samma là đúng đắn, là chánh. Rồi, Thammang thì quý vị biết rồi ha. Thammang. Thammang thì quý vị đã biết rồi. Sao gọi là biết rồi? Thammang là pháp, do từ Thamma. Rồi, từ thứ ba, Vipassato. Vipassato, chữ quý là một tiếp đầu ngữ. Passato do căn ngữ dis, có nghĩa là thấy. Vậy thì Vipassato ở đây có nghĩa là minh sát của người. Minh sát của người đang minh sát, hay là của người thấy rõ, của người đang minh sát, hay là của người thấy rõ. Rồi như vậy thì câu số 4 này, Samma Thammang Vipassato,
tức là đang minh sát sự vật một cách đúng đắn, đang minh sát sự vật một cách đúng đắn. Ngài Hòa Thượng Minh Châu dịch rằng tịnh quán theo chánh pháp. Đang minh sát sự vật một cách đúng đắn. Rồi, sự vật đây có nghĩa là pháp. Như vậy thì câu Phật ngôn 373 cho chúng ta một ý nghĩa. Có sự giải thích không ở loài người, cho vị tỳ kheo đã đi vào cái ngôi nhà trống vắng, có tâm an tịnh, đang minh sát sự vật một cách đúng đắn. Xin lặp lại. Có sự thỏa thích không có ở loài người, cho vị tỳ kheo đã đi vào ngôi nhà trống vắng, có tâm an tịnh, đang minh sát sự vật một cách đúng đắn. Rồi, Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: vào nơi ẩn náu cô đơn, giữ lòng an tịnh, chánh chơn ly trần, hân hoan phỉ lạc siêu nhân, thì theo như vậy hưởng phần pháp hơn. Vào nơi ẩn náu cô đơn, giữ lòng an tịnh, chánh chơn ly trần, hân hoan phỉ lạc siêu nhân, thì theo như vậy hưởng phần pháp hơn. Rồi, Ngài Hòa Thượng Minh Châu ngắn gọn: bước vào ngôi nhà trống, tỷ kheo tâm an tịnh, thọ hưởng vui siêu nhân, tịnh quán theo chánh pháp. Bước vào ngôi nhà trống, tỷ kheo tâm an tịnh, thọ hưởng vui siêu nhân, tịnh quán theo chánh pháp. Rồi, như vậy câu Phật ngôn 373, thêm ba câu nữa, 374, 375, 376, khi đó chúng ta mới hiểu được cái duyên sự ha. Tức là một loạt như vậy. Nhưng mà với ý nghĩa thiết thực trong câu Phật ngôn này, quý vị thấy rằng bước vào ngôi nhà trống, ai bước vào? Đó là vị tỳ kheo. Nhưng mà bước vào ngôi nhà trống thì tâm có an tịnh hay không? À, nhiều khi người ta nói cái câu người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ ha. Người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ. Thì cái vị tỳ kheo này tâm có an tịnh hay không mà bước vào ngôi nhà trống? Mà nếu tâm đã an tịnh á thì ở giữa chợ ha, sợ ma quỷ lắm hả? Ngôi nhà trống có gì đâu, ma quỷ trong đó, nó bỏ chạy tút lút rồi. Cho nên nó ở đó thì chặt nhà, làm sao mà nhà trống được. Ở đây coi như nó bỏ chạy hết rồi, cho nên mới trống nhà chứ. Ơi, vị này mới chạy vô đó, vô đó làm gì? Tâm mà an tịnh thì mới tới ngôi nhà trống ha. Mà tâm mà không an tịnh á thì ngôi nhà trống cũng không có ý nghĩa gì hết. À, cho nên họ nói rằng cái của quý trong con người mình là cái tâm của mình. Mà cái tâm của mình thiện hay là bất thiện, giàu hay nghèo, như cái câu nói bần tư náo thị vô nhân vấn, phú tại lâm sơn hữu khách tộc, nghe nhau một chùm chưa, sợ chưa? Thì bây giờ họ nói tại sao mà mình nghèo khổ mà ở ngay chợ không ai thèm hỏi han coi. Ở một cái chỗ đông đúc như vậy mà người ta không quan tâm tới gì tới mình cả. Nhưng mà rồi cái mình giàu có ở chút miền núi mà họ cũng tới nhìn bà con, họ cũng tới xe cộ nườm nượp ra tới. Thì cái trường hợp này cũng giống như ở Việt Nam, những danh lam thắng cảnh
những ngôi chùa đồ sộ ở Túc Kỳ Núi trên rừng, càng xa bao nhiêu thì càng linh bấy nhiêu. Chùa to Phật lớn mà. Chính chùa to Phật lớn như vậy. Rồi, cái hình thức ha. Nhưng mà không biết cái nội dung bên trong làm sao. Nhưng mà họ thấy đồ sộ nguy nga, Việt Nam ham của lạ ha. Thấy lạ, thấy đặc biệt. Rồi, người ta trầm trồ, trầm trồ. Giống như Trạng Quỳnh mà phơi chữ vậy ha, tiên đạo á. Rồi, người ta đồn nhau. Để coi Trạng Quỳnh nên là coi như phơi chữ. Thì ở đây cũng vậy. Ngôi nhà trống chỉ là ngôi nhà trống. Nhưng mà vị tỳ kheo đến đó tâm có an tịnh không? Khi mà tâm an tịnh mà được một cái sự hỗ trợ của một cái ngôi nhà trống thì chắc chắn rằng vị này sẽ hưởng được sự an lạc. Mà sự an lạc đó là suy tư quan niệm theo giáo pháp. Thì như vậy chúng ta thấy qua cái câu Phật ngôn này, điều quan trọng là cái gì? Tu không phải là tu thân, tu không phải là tu khẩu, mà tu chính là cái ý của mình. Chê ta na hân phi cậu quê cầm mân quá đà mi. Tác ý là nghiệp. Nhưng mà chúng ta có thấy rằng người ta tu tâm hay là tu khẩu hay là tu thân? Đa số tu thân nhiều hơn, rồi tu khẩu cũng nhiều hơn là tu tâm. Cái ba cái cửa của nghiệp ha. Nghiệp thân, nghiệp khẩu và nghiệp tỷ. Chúng ta thấy những cái vị trên 60 tuổi rồi, già thì theo quy luật tự nhiên đi. Không, tóc bạc đi nhuộm, da nhăn kéo lại đem mà ngủi là ủi. Rồi sao nữa? Cái chuyện đó thì quý vị thấy cuộc sống của chúng ta họ tu thân nhiều hơn. Sợ những cái nếp nhăn, sợ cái da của mình không được căng lên, thì nói rằng mình đã lão hóa. Và khi lão hóa như vậy thì người ta chê. Tóc rụng thì phải cấy tóc lại. Tóc mà bạc muối tiêu thì đem sấy hoặc là đem nhuộm lại cho nó đen. Khổ đế. Đó là hình thức mà người ta gọi là tu thân, làm cho nó đẹp. Mà cái gì đẹp tức là thiện, là muốn cho cái sắc đẹp của mình nó cái trường tồn mãi với thời gian. Hoặc có cắt hút không thôi đi bà ơi, răng là răng giả nè, mắt kiến nè, hay là tới một lúc nào đó chúng ta cũng phải coi như là không còn cái gì là cái thật của chúng ta cả. Có những người chính cái thân họ đi đứng coi oai phong bệ vệ, nhưng mà thật sự ra một cái sắc inox nó độn bên trong, nó bắt những con vít để đi đứng cho vững. Rồi bao nhiêu cái vết sẹo trên con người do bệnh hoạn chi phối, nhưng mà chúng ta che giấu, chúng ta che giấu. Thì đa số là tu thân nhiều hơn. Chứ con người của chúng ta với cái tuổi 60 thì quý vị thấy rằng toàn là những cái giả nó nằm trong con người của chúng ta. Răng giả nè, mắt nhiều khi cũng phải là mắt giả nữa. Rồi cái lỗ mũi cũng độn những cái gì cho nó cao lên, để cho người ta thấy rằng ô, con người này tốt tướng, người này có nhiều cái điểm hảo tướng. Nhưng mà thật sự đó là đồ giả. Thì những cái giả mà chúng ta đem vào để cho cái thân mình có nhiều phì mỹ, cho nó đẹp trai, có duyên,
thì chính cái đó chúng ta đang tu thần. Đúng rồi, tự dối mình và lừa người khác, đó là một hình thức mà tự tán hủy ta. Chúng ta tu thần chưa đủ, tu khẩu nhiều hơn, tu khẩu nhiều hơn tu thần. Tại sao gọi là tu khẩu? Tức là người này có tinh thần ăn uống cao. Ăn uống còn phải lựa chọn, cái này không hợp, cái này ăn không được. Tại sao người ta ăn được, mình ăn không được? Tại vì mình chấp vào đó, tôi ăn cái này tôi cao thượng, tôi ăn cái này chứng tỏ là tu cao hơn người kia. Hoặc là tôi nói những cái lời này để lừa người khác, và người ta bị lừa như vậy, mình thấy mình hãnh diện, mình hạnh phúc. Nghĩa là vì cái miệng mình nói mà người ta đau khổ, nhưng mà họ là thấy sung sướng, sống trên sự đau khổ của người khác qua cái giọng nói. Thì cái giọng nói là một, rồi cái ăn uống là hai. Đó là một hình thức mà chúng ta thấy trong cuộc sống người ta tu khẩu nhiều hơn. Người ta dùng cái từ gọi là ngọt mật thì chết rồi á, càng ngọt bao nhiêu người ta lừa người khác nhiều hơn. Còn tu ý, dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Cái này mình tu ý, tu tâm tự mình biết, tự mình biết, tức là mình có tình quán theo chánh pháp hay không, hay là mình lập dị. Như ông Bà Già Giác lấy vỏ cây xé ra tê tua, kết lại làm y phục. Và khi mà cái hình thức như vậy đã lừa được người ta, rồi ăn uống cũng kham khổ bằng cái hình thức ôm cái bình bát của chư thiên. Bình bát chư thiên tức là cái vỏ ốc đó quý vị, đi xin chỗ này chỗ kia. Nhưng mà đi xin cũng chảnh nữa, vừa đủ ăn, không nhận nữa. Một cái bình bát mà cái vỏ ốc như vậy, vừa đủ ăn. Tức là người này theo quan niệm bây giờ gọi là ăn kiêng đó ha. Khi mà ăn kiêng để cho con người có sức khỏe, nhưng mà thật sự là nó không phát triển, bởi vì chất đạm không có đầy đủ sinh tố để mà phì mỹ hoặc là vinh thân phì già. Ăn để giữ cái eo, giữ cái eo trên cái hình thức của một người đạo sĩ khổ hạnh, chỉ ăn có một bữa. Và cái hình thức đó trên cái thân, tu thân là cái ăn mặc lập dị nè, lấy vỏ cây kết làm áo quần nè, đó là một hình thức lập dị nè. Rồi râu tóc nội tê tua ha, mà càng râu tóc mà càng nhiều như vậy, rồi là cái đầu tóc mà búi lên càng tóc càng dài bao nhiêu, búi lên cao bao nhiêu, chứng tỏ đó là những vị trưởng lão đạo cao đức trọng trong thời kỳ đó. Sức quan thanh rồi luôn ha. Rồi chúc sức ăn bụi. Thì bây giờ chứng hình tướng này, cái thân đã ốm yếu nè, râu tóc ăn mặc nghe là không giống ai. Đó là một điều mà chính ở Việt Nam của chúng ta gọi là Việt Nam ham của lạ. Thấy như vậy là phục liền Uống nước dừa cũng thành lập ra một cái giáo phái liền. Quý vị thấy ở Việt Nam, nghĩa là niềm tin người ta rất là nhiệt tình, thấy lạ lạ, thấy lập dị, thấy hay. Nhiều khi bỏ ông Phật luôn, chỗ này có bỏ hay quá mà ông Phật đâu có bao giờ cho mình biết rằng mà chiều nay chúng số đâu. Nhưng mà chỗ này vô cầm cái tay hoặc là với cái lòng thành của mình cúng bao nhiêu nên tiền bạc đó, một cái chuối, một ốp nhang vân vân, thì người ta nói vân vân, số này số kia, và chiều ra trúng chóc
Như vậy thì ở đây linh hồn Phật về ta tin tưởng liền. Mình nhiều khi trong số đó cũng có mấy chị em Phật tử của chúng ta nữa, chứ không phải không đâu. Còn thì ở đây cái điều quan trọng hình thức nó đã làm cho chúng ta coi như không còn biết mình là ai. Cho nên với một cái ngôi nhà trống thì chúng ta có thích nghi hay không? Nhà trống không có cái gì hết thì tâm của chúng ta phải được an tịnh. Mà khi tâm an tịnh thì quý vị biết rằng bình thường tâm thị đạo. Khi mà chúng ta hít thở không có nhanh, không có chậm, với một cái nhịp thở bình thường như vậy thì con người của chúng ta rất là bình tĩnh. Mà khi mà pháp nó đến và nó đi, chúng ta không trụ chấp vào đó, chúng ta không trụ chấp vào đó thì chúng ta cảm thấy an lạc. Thì như vậy với cái câu Phật ngôn này, cái điều quan trọng là đối cảnh sinh tình với ngôi nhà trống thì tâm của chúng ta động hay là tịnh, hay là khi mà tâm của chúng ta an tịnh rồi, thọ hưởng vui siêu nhân rồi, tịnh quán theo chánh pháp, thì khi ba cái điều kiện sau này nó sanh khởi thì chúng ta ở ngay giữa chợ, chúng ta ở chốn phồn hoa đô hội thì không cần phải bước vào ngôi nhà trống. Ngôi nhà trống chẳng qua là trợ duyên cho chúng ta, nhưng mà khi tâm của chúng ta an tịnh, khi mà chúng ta hưởng được cái sự an lạc của thánh nhân siêu nhân ở đây, tức là chúng ta không còn hoài nghi chúng ta không còn tủ, chúng ta không còn thân kiến, bởi vì đã tịnh quán theo chánh pháp, thì khi đó bất cứ ở đâu chúng ta cũng có thể sống một cái đời sống bình thường, cũng có thể sống một cái đời sống an lạc. Quý vị biết bà Visakha 7 tuổi chứng đắc thánh quả Tu Đà Hòa và sống một đời sống cư sĩ, nhưng mà tâm của bà ta luôn luôn tịnh quán theo chánh pháp, thiện pháp là lạc, thiện pháp là lạc. Sống tới 120 tuổi và sống lâu, sắc đẹp an vui, sức mạnh của bà ta có đầy đủ, bởi vì quả phước của bà ta trong quá khứ từng là thí chủ Lê Văn Y. Khổ một cái là thí chủ là nữ, chứ nếu thí chủ là nam á thì chắc chắn bà đã là một vị ê hí phí khố. Nhưng mà nữ làm thí chủ Lệ Văn Y, để rồi quý vị thấy rằng 120 tuổi mà dung sắc, nhan sắc của bà ta giống như là một cô gái 16. Một cô gái 16 tuổi ngồi trong con cháu của mình con cháu nó bao vây xung quanh, bà ta ngồi trong đó là không ai biết bà là Visakha. 120 tuổi nhưng mà tóc không bạc, da không có nhăn, sức mạnh vẫn dồi dào, tuổi thọ là 120 tuổi, nghe là sống lâu, là sắc đẹp, là an vui, sức mạnh bà ta có đầy đủ. Nhưng mà rồi sao? 7 tuổi chứng đắc thánh quả Tu Đà Hòa và sống tới 120 tuổi, nhưng mà rồi bà với cái tâm an tịnh hưởng được hương vị của giáo pháp và sống hòa nhập với con, với cháu, với đời sống của một người cư sĩ, mà quý vị thấy rằng không có một lỗi lầm nào hết. Dầu cho người ta vu khống nhưng mà rồi có những người họ hộ pháp đó, họ vẫn gỡ cho bà ta những cái tiếng vu oan đối với gia đình bên chồng. Thì quý vị thấy tuyệt vời ha. Ở đây câu Phật con này
Cái quan trọng là tâm an tịnh. An tịnh ở đây tức là đối với tám pháp thế gian, được lợi mất lợi, được quyền tước mất quyền tước, được khen bị chê, được vui bị khổ, vân vân. Tám pháp thế gian này nó chi phối để tâm của chúng ta bị chao đảo, hướng về bên này, nghiêng về bên kia, và không làm chủ lấy chính mình. Cho nên ở đây sự an tịnh tức là chứng tỏ khi một cái pháp nào phát sanh lên, khi có một đối tượng nào sanh khởi, thì quan trọng chúng ta hãy nhìn vào đó để thấy rõ cái thực tánh là vô thường, là sự thay đổi, khổ não là sự khổ đau, và mình không làm chủ được nó, tức là vô ngã. Cho nên cái điều quan trọng, khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm, là phúc lành cao thượng. Với cái câu hạnh phúc kinh như vậy, thì chúng ta cố gắng ha, chúng ta cố gắng để chứng tỏ rằng khi đụng chuyện chúng ta tu được bao nhiêu. Khi đụng chuyện thì chúng ta mới thấy rằng sự đề kháng, cái nỗ lực của chúng ta mạnh hay là yếu. Mạnh hay là yếu do cái từ tịnh quán này. Chúng ta phải chấp nhận dầu cái ác nghiệp nó đổ đến, dầu cái thiện nghiệp nó làm cho chúng ta lên mây. Lên mây, người ta họ dùng cái từ mà đi con diều, diều giấy á, tức là con diều càng lên cao thì té càng cao, rớt xuống càng nhanh. Thì như vậy ở đây tịnh quán tức là trong yên lặng để chúng ta theo dõi nó, lợi hay hại, lợi mình hay là hại mình. Và khi nào cái pháp môn đó vừa lợi mình lợi người thì chúng ta nên thực hành theo ha. Nãy giờ nói nhảm quá, tôi còn để bà con nói chuyện chứ. Ý kiến của quý vị thế nào qua câu Phật ngôn 373? Còn 6 phút nữa. Nói một mình, nói hoài, người ta gọi là nói nhảm, biết không? Phải để bà con nói. Chứ bây giờ trong cái đạo tràng này mà chúng tôi nói hoài như vậy thì đó là một điều hay là không được tốt đẹp. Ở ý kiến quý vị sao? Qua câu Phật ngôn 373. Càng nhiều ý kiến thì câu Phật ngôn này càng sáng tỏ. Bởi vì Đức Phật Ngài ám chỉ cho những vị tỳ kheo đó, còn tâm trạng của chúng ta không phải là vị tỳ kheo đó. Tâm của chúng ta còn vẩn đục, còn bất định, còn trạo hối, còn hoài nghi, thì không được như cái vị tỳ kheo này. Mà bây giờ ngôi nhà trống ở đâu mà bước vô? Khổ bây giờ, nạn nhân mãn quá đông, chùa chiền thì còn 5 phút ha, tới luôn bắt tài hả? Nó vậy vậy, có ai có ý kiến gì không? Có ý kiến thì cứ đưa lên ha. Không, chúng tôi thấy thế này. Cái điều mà quan trọng á, quý vị đến với đạo tràng và quý vị cầm được micro, khi mà nói sai, quý vị đưa tay lên chỉnh liền. Cái đó là chúng tôi rất quan hệ. Rồi bây giờ xí cành kiểm bán cà phê coi như là rảnh chưa? Alo, xí cành kiểm rảnh chưa? Cho xin tín hiệu. Còn mấy phút nữa ở nhà vắng, trời ơi sung sướng. Ở nhà vắng thì chính ở nhà vắng này mới thực hành theo cái này, thực hành theo câu Phật ngôn này ha. Mời Quỳnh Giang Nhật Hà. Alo, Quỳnh Giang Nhật Hà, có chút máy không ạ? Hướng dẫn cho sư thành kiểm cầm micro như thế nào. Quỳnh Giang Nhật Hà ơi, dùng microphone, cầm micro để mà hướng dẫn người ta.
mau mau đi, hết giờ rồi, lẹ chứ, ưu tiên cho cán bộ đó. Dạ, hello, dạ chào cô Hành Kiểm. Dạ, nếu mà cô dùng phone đó, tại con không biết dùng computer, con dùng phone không à? Thì cô có cái hình ở dưới đó, nó có ba cái hình, một cái hình nó giống như là 3/4 cái vòng tròn đó, rồi cái hình ở giữa là giống như cái ly kem vậy đó, rồi một cái bên là hình cái camera, thì cô bấm vô cái chính giữa là cái hình giống như cái ly kem đó, thì là cô có thể được được đưa tay lên, nó hiện lên là để tham gia vô với đạo tràng đó. Dạ hello, không biết cô nghe được không ạ? Hello. Dạ không biết sao bữa nay nó hơi nhỏ quá, con cũng không biết nữa. Dạ, cô có thể dùng cái từ cái phần phone đó, nó có hình ở dưới cái phone, nó có ba cái vòng, ba cái hình, một cái hình nó hơi tròn lõm một tí xíu, mà một cái hình chính giữa là nó giống như hình cái ly kem, và cái hình như giống như là cái camera, thì cô có thể bấm vô cái hình ở chính giữa đó, giống như cái ly kem đó, thì cô bấm vào đó, xong rồi có cái nút là tham gia, thì cô bấm vô cái chữ tham gia đó thì nó sẽ giơ tay lên, rồi cô khi mà nó hiện lên cái thanh màu xanh đó, cô có thể cô bấm, hôm nay không biết sao mà cái tiếng nó nhỏ, con cũng không biết nữa, cái âm thanh con chỉnh lớn rồi, cô có thể bấm vô cái thanh màu xanh rồi trượt lên thì nó sẽ có thể là nói chuyện được với đạo tràng. Rồi khi mà cô nói xong á, thì cô có thể bấm vào cái nút màu đỏ để trả lại cái mic cho đạo tràng. Và con xin mời cô thử lại ha. Hình như nãy con có send cho cô cái message luôn á, là cái cách chỉ dẫn đó, cô có thể lên thử nha. Dạ con mời cô à. Alo, dạ cô có nghe không ạ? Dạ. Dạ, cô thường cái phone đó cô, nó có cái ở dưới á, nó có hình ba cái hình, một cái là nó giống như là hình tròn, nó bị lõm một tí xíu. Thì rồi bên chính giữa là có hình nó giống như cái ly kem, và sau đó là một cái hình có hình cái camera, thì cô bấm vô cái hình chính giữa, thì lúc đó là cô có thể giơ tay lên, đạo tràng sẽ thấy là cô có giơ tay lên rồi. Rồi cô có thể cô bấm vô cái nút là tham gia xếp hàng đó. Rồi khi mà cái mic mà nó sẵn sàng đó, thì nó có một cái thanh màu xanh lá cây nó hiện lên. Thì cô bấm vào cái thanh màu xanh đó rồi trượt nhẹ lên để khóa cái mic lại. Thì lúc này á, thì cô có thể cô nói chuyện với đạo tràng được rồi. Khi mà cô nói xong á, thì cô bấm vào cái thanh đó, từ màu xanh nó đổi vào màu đỏ. Thì cô bấm vào cái thanh màu đỏ thì cô có thể trả mic lại cho đạo tràng. Dạ con mời cô thử nha. Dạ mời cô à.
Alo, 123, 123. Hôm nay Huynh Giang Nhật Hà sao có vẻ mất cỡ e về sao hết á. Người ta là nhất nam biết hữu mà tập nữ biết vô. Một mình ở trong room này, trong khi Huynh Chánh Ngộ bỏ chạy rồi, thì Huynh Giang Nhật Hà là số 1. Nhưng mà mất cỡ sao hôm nay nó nhỏ, có phải không bà con? Hôm nay Huynh Giang Nhật Hà vừa mất cỡ cái gì đó, nó nhỏ quá. Cho nên sẽ tìm kiếm nghe không rõ nè ha. Rồi tới đây không biết nữa, sẽ tìm kiếm nói là tới đây không biết nữa. Tại Huynh nó nhỏ quá, thì thầm nữa. Rồi chắc là thấy đông quá hả? Thấy đông quá là Huynh Giang Nhật Hà khớp hay sao đó. Mấy bữa trước âm thanh rất là tốt, nhưng mà hôm nay nhỏ quá. Thôi thì buổi sinh hoạt sau ha. Bây giờ thời gian cũng đã hết rồi, bởi vì chúng ta đến ngôi nhà trống. Mà tới ngôi nhà trống mà thấy trống vắng quá, tự nhiên sợ ma. Cho nên hướng dẫn cho sĩ hành kiểm mà coi như thế này thì mình nói nhỏ do cái tâm của mình không được an tịnh, phải không Huynh Giang Nhật Hà? Rồi thôi bây giờ chúng ta kết thúc ha. Buổi sinh hoạt đến đây cũng vừa phải lẽ. Với phước lành chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng cho cuộc sống chúng ta được sự an vui tiến hóa. Xin chư thiên hoan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tham thiền, xin hóa lực vô biên, chư toàn giác độc giác và thinh văn thính chúng, hộ trì đến tăng ni và thiền nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê na sa cha quát chê na sô thi vô ô tụ sa phật đà. Do lời chân thật này, kính nhân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, xin mời sư Hồng Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng. Alo, sư Hồng Nhật chạy đâu rồi?